Hai ba phẩm chư thiên tử, lúc bấy giờ trong hội có các thiên tử móng khởi ý nghĩ thế này: các dược xoa vân vân đối với ngôn từ thần chú, tuy là ẩn mật nhưng có thể biết, còn tôn giả thiện hiện đối với bát nhã ba la mật đa này, tuy dùng các thứ ngôn từ để chỉ bày, nhưng bọn chúng ta hoàn toàn chẳng thể hiểu. Thiện hiện biết tâm niệm của họ, liền bảo với họ: này thiên tử, các ngươi đối với những điều ta nói chẳng thể hiểu ư? Các thiên tử đáp: đúng vậy, đúng vậy. Cụ thọ thiện hiện lại bảo họ: đối với pháp này ta chưa từng nói một chữ, các ngươi cũng chẳng nghe thì lấy gì để hiểu? Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu, văn tự ngôn thuyết đều phải xa lìa. Do đó trong ấy, người nói, người nghe và người hiểu đều chẳng thể nắm bắt được. Quả vị giác ngộ cao tột mà tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã chứng, tướng của nó sâu xa cũng lại như vậy. Thiên tử nên biết, như hóa thân của Phật, hóa làm vô lượng bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca đều đến nhóm họp, rồi lại hóa làm một người để có thể thuyết pháp,